Xem clip khách tang ngồi xe giường nằm, dân mạng ngá ngửa khi cô gái cất giọng. Mới đây, một vị khách tây đã đăng tải đoạn clip ngồi review đồ ăn trên xe giường nằm. Trên tay cô gái là chiếc bánh đồng xu phô mai Hàn Quốc, vừa béo vừa thơm, phô mai kéo sợi, cô gái vừa ăn vừa gật gù trông rất ngon lành. Cho tới khi cô gái cất tiếng giọng nói oanh vàng của mình lên. Câu nói đã khiến cho dân mạng ngã ngửa bởi đoạn đầu video cứ ngỡ là người nước ngoài lần đầu đi xe giường nằm. Thì ra cô gái có giao diện là người nước ngoài, nhưng hệ điều hành lại là người Việt. Thậm chí giọng nói còn rất ngọt ngào, đậm chất miền Tây Nam Bộ. Được biết cô nàng tên Mai là con lai Việt Mỹ, hiện đang là một người mẫu tự do. Cộng đồng mạng sau khi xem đi xem lại đoạn clip khoảng chừng 5 lần cũng cảm thấy khờ ngang rồi bật cười vì sự dễ thương của cô gái. Nhiều bình luận để lại bên dưới đoạn clip: mới đầu tôi lúa, tôi tưởng bên nước ngoài cũng có xe giường nằm hả ta? Đang coi tưởng người nước ngoài, tự nhiên 40.000 cái sóc ngang luôn. Rồi tay hai ta mà giọng nói nghe dễ thương gì bà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.